Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, danh hiệu của Địa Ngục Phẩm Thứ Năm Phổ Hiền hỏi. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Hư cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát Càn Hư Nhân giả sanh Ngài vì trời gồm Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của địa ngục là chỗ hạ báo của hạng chúng sanh bị, mà nói danh hiệu của địa ngục là chỗ hạ báo của hạng chúng sanh bị đau khổ trong cõi ta bà cũng như phù đề này, và nói như sự phù báo báo không lời là cho chúng sanh trong cõi ta bà này, mà sự phù báo không lời là cho chúng sanh trong hạng pháp sau này. Biết rõ những quả báo đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Hơi nhân giả sinh Na Tăng Nông quay lực của Na Tăng Nông sức vô hạn của Đức Phật và quay lực của Ngài, mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự vừa tỏa báo và ác báo danh hiệu của địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Danh hiệu của địa ngục hơi nhân giả phương đông của Di Bồ Đề có giới nấu tên là Hiết Phi, vì nó đối tới hẳn một cái sách có mặt trời và mặt trăng, trong đó có địa ngục tên là Cực Vô Giới, lại có địa ngục tên là Đa Tỳ, lại có địa ngục tên là Giới Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, lại có địa ngục tên là Giác Sư, lại có địa ngục tên là Hông Hương, lại có địa ngục tên là Hiết Sa, lại có địa ngục tên là Hiết Phàn, lại có địa ngục tên là Hiết Y, có địa ngục tên là Hiết Ngô, lại có địa ngục tên là Hiên Nhẫn, có địa ngục tên là Hiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Luân Hải, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, nó có địa ngục tên là Tỏa Hủ, nó có địa ngục tên là Hiêu Cước, nó có địa ngục tên là Đạm Nhĩ, nó có địa ngục tên là Hiết Hoàng, nó có địa ngục tên là Chánh Luận, nó có địa ngục tên là Hiết Thù, nó có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Hơi nhân giả trong nước phía có những địa ngục tinh thế số nhiều vô hạn, nó có địa ngục Cái Quế, địa ngục Bạch Hiện, địa ngục Phóng Nếu, địa ngục Đồng Tỏ, địa ngục Hóa Tượng, địa ngục Hóa Cẩu, địa ngục Hóa Mã, địa ngục Hóa Ngô, địa ngục Hóa Sơ, địa ngục Hóa Hạch, địa ngục Hóa Sài, địa ngục Hóa Lương, địa ngục Hóa Ưng, địa ngục Hóa Nha, địa ngục Bắc Bề, địa ngục Ông Huyết, địa ngục Hoa Hổ, địa ngục Hoa Cứu, địa ngục Đạo Hách, địa ngục Hoa Ốc, địa ngục Hoa Ốc, địa ngục Hoa Lan, những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, những địa ngục như thế, trong đó mấy ngục lớn hay các ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba có mấy đến trăm nghìn, nên hiện là chạy những cái lòng nhau. Ngài trầm tắt theo ngài có thành một tác rằng: Nhân giả chúng sinh có vô đề tạo ác các quả, chúng sinh có vô đề tạo ác mà từng người chưa cảm những điều như thế, nhập đời rất lớn có hai sáng mới cho gì có hai sâu về mình cả có hai ngàn năm hánh, vì thế chúng sinh chết trên đời quá nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết để có qua báo gì đến muốn được phải cho lấy, chỉ hơn như cha bé con muốn trong hai ngày của mình đi khác đường, để có gặp nhau cũng chẳng là chưa có hai nhau, hai cho nên quay hằng có đức Phật mà nó sẽ lực như này với địa ngục, cho mong như vậy trong ngày này đó. ngày với một tác đắc rằng nhờ từ lâu tới đó biết nên qua từ lâu tới đó biết tới đó biết tôi có được phải để đầu rồi, nhưng vì muốn chúng sinh có thật như vậy muốn nhân giả nó ra đây để chúng sinh trong để chúng sinh trong có tâm ái cho mình, để cho chúng sinh có tâm ái cho mình mà phát sau này nghe được lời dạy của nhân giả và biết như hướng gì pháp của Phật, tạo báo trong địa ngục. Nghe trong một tác thôi, còn người có một tác của nhân giả nếu thực ra bắt cái địa ngục như vậy, họ có địa ngục cái nơi người tạo ra để cho cái kề bùi danh đó, có địa ngục mô tên mới tỏ ra bây giờ sao ăn, có địa ngục rốt cuộc đọc cho đó bắt người tội âm lấy, có địa ngục người nói lớn có tất cả người tội, có địa ngục cho có thể là văn giá, có địa ngục để vô hệ được văn tế, có địa ngục lo trong sách, có địa ngục công nhiều nữa, có địa ngục kỳ đốc chúng ta, có địa ngục có địa ngục kỳ đọc bên lưng, có địa ngục kỳ đốc chúng ta, có địa ngục cho ứng sáu văn cắn, có địa ngục thừa được cuốn sách, có địa ngục thống mắt thần sắc, chúng sẽ gây bắt cái địa ngục như thế trong mắt ngọc thật cũng có cho mình cổ để hành hình, vậy là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa là cái cổ này do hắn cái hành nghiệp của ác chúng sinh mà cắm bày ra. Nếu thật có cái sự việc này, nếu thật có cái sự việc này, ta bắt lên địa ngục, sự việc về địa ngục, chúng địa ngục, nếu thật có cái sự việc về chúng địa ngục, tại trong mắt ngọc Phật còn có trong mình hết có sở với cái này ngục, cho nên nó sẽ vận hành của Đức Phật và vị diễn giả hỏi mà nó sẽ được như thế, nó trong giải trong cái này đó mà nó sẽ được như thế, nếu nó gõ cái hàng kiếp nó cũng không hết. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So.